Chào các con, hôm nay chúng ta sẽ cùng tập vẽ con cá. Các con hãy chú ý quan sát nào. Để vẽ được con cá, các con hãy chuẩn bị một hộp bút sắt màu và một tờ giấy trắng. Nào, hãy bắt đầu từ cây bút sắt màu đen. Chúng ta bắt đầu vẽ thôi. Các con sẽ vẽ thân cá trước nhé. Sau đó đến đuôi cá này, rồi tiếp theo là mắt cá và vây cá nữa. Chúng ta sẽ vẽ vảy cá bằng những nét cong liên tiếp. Đẹp quá phải không các con? Bây giờ thì chúng ta tô màu nhé. Các con hãy lấy màu cam để tô trước nào. Các con sẽ tô xen kẽ để chú cá của mình đẹp hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy màu vàng. Ồ, thật đẹp phải không các con? Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem video hướng dẫn tạo hình nhé.